Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, trên cơ sở kết quả của 8 tháng đầu năm, Chính phủ dự kiến với năm 2025 đạt mục tiêu tăng trưởng từ 7 đến 7,5%. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong năm 2025, tăng trưởng kinh tế dự báo là tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Nhiều dự án trọng điểm quan trọng quốc gia đưa vào khai thác, tình hình chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Vị thế uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng lên. Vì vậy, Chính phủ đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tăng trưởng GDP khoảng từ 6,5 đến 7% và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn từ 7 đến 7,5% để đến hết năm 2025 xếp hạng 31 đến 33 thế giới về quy mô GDP. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.900 đô la Mỹ, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân vào khoảng 4,5%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 5,3 đến 5,5%. Với kết quả đạt được từ năm 2021 đến nay và dự kiến năm 2025, Bộ Kế hoạch cho rằng Việt Nam sẽ đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025, đồng thời hoàn thành nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng.